Dạ, tôi xin Vũ xin chào tất cả các cô chú anh chị. Em lại tiếp tục có một video túi. Hôm nay túi sẽ rất là đẹp mấy anh chị. Tất cả sản phẩm em đều bao phí vận chuyển khách mới và khách ở tỉnh thành xa thì em xin nhận cọc rồi mới đi đơn. Riêng khách ở Sài Gòn thì em sẽ có thể là giao trong ngày ha. Và rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ rất là nhiều. Em này là lăng xeo mấy anh chị. Phơm là phơm công sở, dây là mình đeo vai phối hai màu riêu và nâu. Rồi, da cực kỳ đẹp luôn vậy. Dây dài đeo vai thoải mái. Dây cũng phối hai màu như vậy. Em này là đồ mới cao, da là da hạt. Đây, logo hiệu còn rất là đẹp luôn. Ở đây nó có cái khóa giống như là cái khóa của HM ha. Cái này mấy chị nó sẽ có hơi mờ mờ tí, cái này em chùi có thể là nó sẽ sáng nè. Rồi đây, gốc viền có bị đậm da nè mấy chị xíu xíu, nhưng trầy phần rất là ít, riêng cái phần da màu riêu này hổ nó đẹp cực kỳ luôn vậy. Nè, vậy rất là láng như vậy ha. Cứng nhắc hả mấy chị? Đẹp da lắm. Rồi đá túi thẳng giùm em. Cái tát hiệu còn rất là đẹp mấy anh chị. Nó còn vàng luôn vậy ha. Em này cái phần da màu riêu thì không bị lỗi gì hết trơn. Ở trên này da cũng còn khá là đẹp. Chỉ có cái gốc là nó sẽ có bị một xíu này thôi. Còn ngoài ra là em thấy là đẹp hết vậy ha. Không có ngăn phụ mặt sau. Em này rất là mới. Da ở đây nè mấy chị. Da quai còn đẹp ghê luôn vậy. Rồi dây cũng vậy ha. Nó sẽ đều hết một màu. Rồi em này còn quá đẹp luôn vậy. Phơm công sở size là cũng to mấy anh chị. Em này là không có khóa kéo, không có nút bấm chị. Ở đây là mình sẽ siết cái miệng bằng cái khóa này ha. Rồi bên trong. Bên trong em này là lót vải đây mấy chị. Cái khóa em này em vừa chùi xong nó còn rất là sáng vậy ha. Ở trong này thì sẽ có mờ. Ở bên trong là rất là rộng như vậy. Ở trong lót vải sạch trơn luôn. Em này còn rất là mới, có một ngăn khóa khá là khóa hiệu luôn. Ngăn này sâu cho đến đáy luôn chị. Vải của cái vải gì nó dày dữ lắm. Đây, vải sẽ rất là đẹp màu vàng. Đây lăng xeo Paris ha. Rồi mã code ở dưới này nè mấy chị. Ở đây cái miếng da nó rất là đẹp da luôn. Em này cái phần da rất là đà mướt da luôn. Ngăn sẽ rộng như vậy, hai bên hông. Đây, ở đây là mình sẽ tăng giảm, miệng sẽ rộng như vậy ha. Không có nút bấm mấy chị. Ở đây là mình sẽ siết lại. Rồi nó cũng y như là cái phone của HM. Không có ngăn phụ bên ngoài giùm em. Miệng túi sẽ kín nha mấy chị. Và sẽ nhẹ túi. Rồi rất là nhẹ luôn. Ôi này đẹp quá luôn, cái gam màu ha, đẹp ghê luôn. Còn rất là mới giùm em. Cao là 28.34, dày 12, em bán 48 mã 238. 408 mã là 238. Em qua mẫu. Một em hàng Ý, hàng của Bele mấy chị. Em này là độ mới cao ha. Ở đây cái tách hiệu là chưa có tháo siêu luôn. Rồi đây, hàng Ý. Cái size là cái size đẹp mấy chị. Cái size này mình dễ sử dụng này ha. Nó vừa vừa, dây là tăng giảm, đeo vai đeo chéo đều được, đang ở bức là đeo vai. Rồi, mình tháo ra để mà đeo chéo được. Ở đây là đang là dây đôi, khoan khóa của em này nè, chị coi đẹp nè ha. Nó như mới, đây chịu dập ở trên cái gốc này. Cái phần da màu bò này nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Không tì vết, đều trưng luôn vậy ha. Dây cũng vậy, mình thấy là nó căng mướt luôn vậy, em mới lắm mấy chị. Đây, cái khóa bên đây cũng vậy. Ở đây, ở dưới này là dù mấy chị, da phối dù, nhưng được cái là độ mới cao như mới ha. Có một ngăn khóa phụ. Rồi, cái túi cũng là dù phối ở trên phần nắp với lại dây là da mới kèn luôn ở bên trong. Rồi, khóa cái miệng là ở đây ha. Đây mình có thể là xài hai kiểu mấy chị. Một khóa. Bên trong lót vải nó mới kèn luôn vậy ha. Đây cái vải nó bóng dày cui rồi mấy chị, là vải lót cực kỳ đẹp và như chưa sử dụng. Ở trong là có một ngăn khóa có hiệu. Đây có mặt cốt luôn nè mấy chị. Ở trong này cái ngăn này là sẽ sâu đến đáy luôn vậy ha. Nó còn rồi em này là còn tát giấy nè mấy chị, sử dụng như mới vậy nè ha. Đây tát hiệu. Ở trong này sẽ có hai ngăn nữa. Em này là mình làm quà tặng được giùm em, đẹp lắm. Cái gam màu nó đi rất là đẹp. Ở một ngăn phụ. Rồi sạch sẽ. Đẹp nhất là cái phần da mấy chị, cái màu rất là đẹp luôn vậy ha. Túi sẽ nhẹ giùm em. Rồi em này xịn lắm mấy anh chị. Cao 20 ngang 32 dày 10 phân. Em bán là 430, mã là 237. 430, mã là 237. Làm quà tặng được, độ mới cao giùm em. Một em màu trắng kem. Em này là mình đi tiệc của Hanamori mấy anh chị. Ở đây cái tết hiệu còn rất là đẹp luôn. Da cũng còn khá là đẹp, dòng da tăm ngang như vậy ha. Màu kem. Rồi đây nè mấy chị, rất là đẹp. Em này nó còn siêu luôn nè mấy chị ơi nè. Rồi quá đẹp luôn.
gót đáy gì là em thấy là còn tương đối đẹp luôn. Em thấy là chỉ có vài chấm xíu xíu thôi ha. Em này còn rất là mới, dòng da sẽ rất là mềm. Dây quay em thấy là còn đẹp lắm luôn vậy ha. Rồi mặt sau đây này em chỉ có vài chấm giống như đầu chân nhang nhỏ xíu xíu vậy đó ha. Rồi gót viền gì đẹp hết, có bị đậm đậm đây xíu này. Rất là ít giùm em ha. Rồi đáy 4 đinh, ở đây là có bị một vết trầy da nè. Ở đây là mình rờ nó sẽ hơi nhám tay ở đây ha. Đáy 4 đinh, em này cái size là cái size đẹp của dòng đi tiệc mấy anh chị. Rồi sáng trưng về chắc tay thôi, có thể là đeo vai sát, có một ngăn phụ ở bên trong, rồi một đầu khóa như vậy ha. Bên trong em này, đây là mấy chị coi tết hiệu này ha, nè nó còn vàng sáng vậy, rồi rất là mới. Ở bên trong lót vải hãng, lót vải cùng tông, rồi sạch sẽ giùm em ha. Tết hiệu bên trong cũng vậy, là còn vàng rực luôn, có một khóa phát màu trắng kem luôn. Ôi ca ca, ngăn này sâu chưa đến đáy, ở đây là một ngăn nữa vậy. Ở bên trong này mấy chị lót gọn ghẽ sạch sẽ, lót vải hãng ở trong ô sạch lắm mới tin nè. Ở đây là một ngăn có đồng bộ, ngăn này sâu đến đáy luôn. Rồi em này cái dòng da này nó sẽ mềm dẻo như vậy ha, nè, da là da tâm ngang, rồi da là còn tương đối đẹp luôn vậy mấy chị, 90% dùm em ha. Ở đây phụ kiện sẽ còn rất là đẹp, riêng da nè, có vài chỗ nó sẽ có hơi sậm sậm ít thôi ha, xíu xíu thôi, cái túi là còn rất là sáng sủa luôn, đều dòng da cực kỳ nhẹ luôn, phơm đẹp luôn, miệng hến. Cao là 20 ngang 28, dày 10 phân, em bán 480, mã là 23B, 480 23B, Hanamori là cái thương hiệu hàng đầu của Nhật mấy anh chị, và da của nó cực kỳ đẹp. Một em dáng cặp mấy anh chị, em này nó lạ lạ ha, mình nhìn nó rất là sang luôn vậy. Da là da dập vân, phối mấy anh chị, ở đây là màu xanh lá đậm. Rồi gốc viền em này còn rất là đẹp luôn vậy. Phối ở trên này mấy anh chị là da lộn. Màu em này là cái màu gì đây, nâu nâu hả. Rồi dây quai là còn cứng khừ luôn, em này là còn rất là đẹp, mướt mắt mấy anh chị. Ở đây phụ kiện là em thấy là nó sẽ có hơi mờ mờ ha, vàng không có bị trớt màu. Ở đây là kim loại nha mấy chị, này cứng ngắc này ha. Rồi có đính đá, đây đá còn nguyên giùm em. Ủa em này nó nhìn rất là hay mấy chị. Ở bên hông cũng là da lộn. Và ở đây cái màu em thấy là nó sẽ có hơi khác khác màu này. Ở đây làm giống như là nó qua xanh xanh ha. Này, ở đây nó không có điều màu cái phần da lộn. Ở trên cái nắp thì lại còn rất là đẹp luôn. Cái nắp là sẽ điều hết một màu ha. Đây, hai bên hông nó sẽ không có điều màu. Rồi da là rất là đẹp luôn. Có vài vết xước nhẹ nhẹ nè mấy chị. Tốt còn rất là đẹp. Mặt sau ở đây nè, cũng có bị vài chỗ xước xước da ha. Nhưng mà em này còn rất là đẹp luôn. Phơm là còn cứng phơm luôn, nhìn nó rất là sang. Xách tay thôi mấy chị, dây quai ở đây là cái phơm là mình thấy là nó sẽ còn cứng nhắc phơm luôn vậy ha. Đây là cầm là cứng nhắc luôn. Ở đây là một nút bấm, không có ngăn thoát phụ bên ngoài, hàng ý mấy anh chị. Bên trong em này lót da bị u mấy anh chị, lót ở đây dập là Made in Italy đây ha. Ở trên cái dòng này là to to, em không nhìn được mấy anh chị. Rồi một ngăn chính và một ngăn phụ, lót đường may này kia nó rất là đẹp luôn. Một khóa. Ở trong này cũng là da với u, ngăn này sẽ sâu đến đáy luôn vậy ha. Lót đẹp sạch sẽ giùm em nè mấy chị, nó đều hết như vậy. Rồi em này xịn lắm. Một lúc bấm thôi, một chín vậy thôi ha. Rồi cứng ngắt phơm luôn vậy. À cái túi này sẽ không có nặng. Rất là đẹp luôn, tông đi đẹp mấy anh chị. Cao là 23 ngang 30, em bán 450 mã 239. 450 mã là 239. Em tiếp tục. Một em da đen, em này là một em đi tiệc mấy chị. Em này là mấy cô đi làm xui nè. Trời ơi sang dữ luôn vậy ha. Size là cái size đẹp da đen. Cái màu đỏ là da lộn, cái màu đen là dòng da bóng láng. Từng miếng da đen lại mấy chị. Dây quai còn căng mướt luôn vậy. Cái phần da màu đen lại là dày cô mướt rượt luôn. Ở đây là người ta cũng bọc da vậy ha. Phụ kiện còn vàng sáng giùm em. Rồi em này là đẹp quá luôn. Gốc viền không bị gì hết, mới ken luôn vậy ha. Ở đây nó có bị cái vết thôi mấy chị, vết cứng thôi ha nè. Đáy là láng o luôn vậy, miệng túi còn rất là đẹp luôn. Rồi ở đây là gốc viền sẽ không bị lỗi, không bị trầy khờn đậm nhẹt, da nắm chị nó mềm xẹo vậy ha. Đây còn vàng ươm luôn. Ô em này cái phơm quá đẹp luôn. Ở đây cái khóa là cái khóa dài là vậy. Bên trong lót nhung màu đen sạch sẽ giùm em ha. Một ngăn rất là rộng vậy, có một ngăn pháp phụ. Lót ở bên trong đẹp nha anh chị. Ở trong này cũng là nhung sâu đến đáy luôn. Lót ở bên trong nè, sạch sẽ và ngăn rất là rộng rãi. Em này là mình đựng được nhiều đồ mấy chị. Ở trong là còn vàng ươm luôn. Em này là không lỗi nha mấy chị, không lỗi phải gì hết trơn, đẹp hết luôn vậy ha. Dây quai ở đây nè cũng còn mướt da. Rồi quá đẹp em này. Độ mới cao mấy chị. Cao 21 ngang 27, dày 13.
Em bán là 450, mã 234, 450, mã là 234 ha. Rồi, tông của nó y như thế này ngoài mấy anh chị. Một em size nhỏ mà nó là cái màu nu mấy anh chị. Em này là dây nguyên bản, đồ mới cao. Em này nhìn cái túi nó rất là duyên dáng. Dây là dây nguyên bản, ở đây người ta đi cái tông mấy anh chị, nó rất là đẹp như vậy ha. Dây bản to, 4 phân mấy anh chị. Rồi, dây có tăng giảm, đeo vai đeo chéo đều được, khóa là còn trắng sáng. Rồi sử dụng như mới dùm em. Dây rời ha. Đây nè mấy chị, là bản da dây zin về trắng sáng. À cái khóa nè mấy chị, cái khóa làm nhìn là cũng thấy là khóa zin rồi nè ha nè. Ở đây là cái bản dây nè. Gốc vì ô nó mới can à mấy anh chị, đái 4 đinh như vậy ha. Rồi, 4 cái đinh là còn sáng ngời ngời luôn, không có bị trầy luôn. Em này là mình sử dụng cũng như mới luôn vậy. Rồi, túi rất là đẹp ha. Đây là một ngăn khóa phụ, không có lỗi mấy anh chị, size là cái size đẹp nữa. Bên trong. Bên trong em này là lót vải xương cá như vậy. Rồi, mình sử dụng như mới, ở bên trong sẽ không có tì vết. Hai ngăn và một ngăn khóa giữa ha. Đây là có một ngăn to nữa, ở bên này là mình được một ngăn khóa. Tết da mấy chị, da thật 100%. Một khóa sâu mấy chị. Rồi, em này là ở bên trong sẽ không có bị một cái vết dơ gì hết, rộng. Form em này nó rất là đẹp luôn. Ở đây cái khóa kéo này mấy chị, đây là có một miếng da rồi đây nè. Ở đây nó sẽ có hai cái gì đây? À đây, rồi còn sáng trưng và to đùng như vậy. Có một ngăn phụ. Em này cái kiểu nó đẹp. Sau chưa đến đáy. Size là cái size gọn, mình sử dụng hàng ngày, độ mới như mới giùm em ha. Da không tì vết ra ngoài gì hết trơn. Rồi, độ mới 98%. Cái dây của nó rất là hay. Cao 18 ngang 23 dày 13. Em bán là 370 mã 235. 370 mã là 235 ha. Rồi, da thật mấy anh chị. Một em dòng da hạt, em này cái form nó lạ lạ nè mấy anh chị. Đây, phối hai màu ha, độ mới cao. Da hạt, da này xài sẽ rất là bền luôn. Gốc viền nè, không bị một vết trầy gì hết trơn. Nó đều hết một màu luôn vậy. Da không có bị một vết xước luôn mấy chị nè. Cái da nè, giờ nó dày cua và nó mút rượt ha. Ở đây là có một cái nút bấm bọc da luôn vậy. Rồi, trước sau gì nó như nhau nè mấy chị. Nó không có ra một cái vết dơ, không có bị một vết trầy luôn vậy ha. À, cái dây của em này, đây, phối luôn vậy mấy chị. À, cái này người ta sẽ cột vô vậy nè ha. Ô da em này nó đẹp dữ lắm. Bản dây là 1,5 phân giùm em ha. À cái này là mình chỉ tăng giảm bằng cách cột thôi mấy anh chị. Em này cái kiểu nó rất là hay. Không có ngăn phù bên ngoài ha. Ở đây là một cái nút bấm. Bên trong em này là lót là da thật. Màu nó là cái màu vàng nhạt như vậy. Rồi da là còn căng mướt. Lót da thật xịn lắm. Ở đây là một khóa nè. Ở trong này mấy anh chị. Này, ở đây là da miếng nè. Ở trong này là cái mặt trong của da này mấy anh chị, da miếng nhà tắm ha. Ở trong này cũng là cái da lộn màu xám. Rồi ô em này cái da nó xịn dữ lắm. Rồi sau chưa đến đáy. Cái khóa là cái khóa này mấy anh chị, nó còn vàng ươm luôn vậy. Khóa là cái YKK ha. Ở đây là có một cái đồ móc khóa này. Đây cái khóa cũng còn rất là đẹp. Miếng da vậy ha. Em này da rất là xịn dùm em. Ở đây nè mấy chị. Đây có cái tết hiệu dập ở trên này. Đây miếng tết da. Có mã code luôn em này, nó xịn lắm. Đây. Ở đây cái tết hiệu thì em nhìn sao đi, hơi bị khó nhìn, cái chữ nó hơi bị nhạt. Sạch sẽ, da là căng mướt luôn. Ở đây là mình có một ngăn nữa vậy ha. À, ở đây là cái da lộn màu xám này mấy chị, là da lộn dày cui luôn vậy ha. Rồi em này cái da xài biết chị nào hư này mấy chị, kiểu nó lạ lạ. Hay hay ha, cũng độc nhất vô nhị nè. Rồi cái tông của nó là cái tông trầm như vậy. Cao 24, ngang cũng 24, em bán 370, mã là 237. 370, mã là 237 dùm em. Em này là mình sử dụng cũng như mới, da không tì vết. Trời ơi, đã da dữ lắm. Một em size nhỏ, à, túi điện thoại mấy chị, size nhỏ nhỏ cưng cưng như vậy. Ở đây là mặt trước, người ta sẽ phối là da rắn thật, da trăng, da rắn thật. Đây, cái vảy mình thấy nè mấy chị nè ha. Ở đây là có một nha. Dòng da là mềm mấy chị, cái da này cũng rất là đẹp, rất viền, sẽ láng oi, sạch sẽ vậy ha. Rồi còn khá là đẹp da, mình tăng giảm dây bằng cách cột thôi mấy chị, cái dây này. Rồi đeo vai đeo chéo đều được giùm em ha. Rồi khoan khóa nè, đây còn vàng ươm, da không có bị trầy khờm ha. Miệng túi cũng vậy, em này còn rất là đẹp da. Khóa kéo là cái da rắn luôn vậy. Ở trong một ngăn khóa chính, ở đây là có một ngăn nữa, mặt sau có một ngăn nữa vậy ha. Rồi em này là nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa tất cả các dòng điện thoại giùm em. Bên trong em này là lốc da bị u láng o mấy anh chị. Ở đây một ngăn, cái da bị u này thì nó sẽ mỏng mỏng thôi. Rồi có một ngăn phụ thôi, không có khóa kéo phụ. Một đầu khóa,
mặt trước đây một ngăn ha, sau đến đáy láng o luôn, mặt sau có một ngăn nữa, rồi láng sạch mấy chị. Nhưng cái da này em thấy là nó mỏng mỏng thôi và nó còn mướt rực luôn vậy ha. Rồi túi sẽ rất là nhẹ em, thì cái form nó rất là dễ thương, nhỏ xíu nhưng mà em này nó có cái phần hông á chị, ở bên trong nó rất là rộng luôn. Một em da khối cao 14 ngang 18 năm, em bán 350 mã 823, 350 mã 823. Da em này cũng không có bị lỗi mấy chị, không bị trầy phần gì hết trơn, còn rất là đẹp da. Một em màu nâu đậm, em này là dòng da miếng nâu này, nâu đất mấy chị. Dây là mình đeo chéo nha, dây sẽ không có tăng giảm, bản dây là 1,5 phân. Da em này nó đẹp lắm này, nó dày khui và nó còn mướt rượt luôn vậy ha. Da nó dẻo mấy chị, cái màu em này nó sẽ điều màu vậy ha. Cái nắp là người ta sẽ phối một cái đảng da là da và phân đà điểu, da rất là dày luôn vậy. Rồi gốc trầy phần không có nhưng có hơi bị đậm đậm gốc giùm em ha. Đây nó cũng có bị một vết đậm nhưng mà em này cái da nó rất là dẻo luôn. Mặt sau có một ngăn, có bị vài vết cứng. Cái màu em này thì mình nhìn là mấy chị nó sẽ điều mặt màu nâu vậy ha. Cái form của em này nó cũng rất là đẹp form. Đây cái túi viên đê luôn vậy ha. À, một cái nắp, mặt sau có một ngăn nút bấm anh chị, bên trong sẽ có một ngăn chính, ở đây là một ngăn là da miếng hết nha mấy chị. Em này là không có vải da và da, đây da miếng da tắm một màu nâu này ha. Trời ơi, nó dị cui và nó dẻo da mấy chị, dày lắm luôn ha. Rồi có một ngăn cũng là dòng da miếng, ở đây nó có một cái miếng da nữa đây, tắt hiểu mấy chị nhưng mà hơi khó nhìn vậy ha. Rồi sạch sẽ giùm em, một màu nâu đều như vậy, một cái nắp đút tắm của da nó có dẻo như vậy nè ha. Rồi một ngăn phụ, đây cũng là dòng da miếng da tắm vậy ha. Em này da và da hết luôn, không có tí vải nào. Size gọn giùm em, cao 20 ngang 25, dày 5 phân. Em bán 330 mã là 23X ha, 330 mã là 23X. Em này cái da miếng nhưng mà cái da này nó nhẹ mấy anh chị. Em qua mẫu. Một em form công sở màu nâu mấy anh chị, màu nâu em này cái màu quá đẹp luôn vậy ha. Rồi da này mấy chị, dòng da này mình thấy nó láng bóng như vậy. Đây tắt hiệu còn vàng đẹp giùm em, khuy khóa em này cũng còn rất là đẹp như vậy ha. Đây khóa cũng là khóa hiệu, ở đây là em thấy có bị một cái vết hơi đậm đậm đây tí xíu, nhưng em này cái màu nó sẽ rất là đều, một dây sách và một dây đeo được giùm em. Dây là dây zin nha mấy chị, bán dây này là khoảng 2 phân cứng. Rồi dây có tăng giảm, đeo vai đeo chéo đều được. Ở đây người ta sẽ phối, ở đây cái dây quay là một cái bản da khác, là dòng da láng. Ở đây cái da thấy là có vân như vậy ha. Gốc đáy lại đẹp, mấy chị trầy phần rất là ít giùm em. Đáy 5 đinh, rồi có bị đậm đậm xíu nè. Nhưng em này cái dòng da làm thấy là nó căng da luôn vậy ha. Mặt trước một ngang, rồi mặt này là trầy phần không có. Cái da làm thấy là nó còn bóng ngời ngời luôn vậy ha. Khóa đồng bộ, khóa hiệu hết. Dây qua đây là còn mướt rượt luôn vậy. Bản dây này 2,5 phân. Bản dây này to hơn cái dây này. Rồi có một ngăn khóa phụ. Em này cái size cũng là cái size đẹp mấy anh chị, size sẽ gọn gọn thôi, form quá đẹp luôn. Một đầu khóa. Bên trong em này lót rất là đẹp luôn, lót cùng tông như vậy mấy anh chị, láng o sạch sẽ luôn ha. Lót là lót da. Rồi ngăn này mấy anh chị coi này, nó rất là rộng rãi. Em này cũng của hàng Ý nha mấy chị. Ở đây cái hiệu thì em thấy lạ nhưng mà ở dưới, dòng dưới nó sẽ có là của bên Lê ấy. Một hàng Ý. Sau chưa đến đáy. Rồi lót này mấy chị rất là đẹp như vậy. Đây cái tách hiệu này mấy chị còn vàng ánh luôn vậy nè ha. Ở bên trong rất là gọn ghẽ, đường may này ha, miệng túi này nó rất là đẹp mấy chị, sắc sảo giùm em. Ngăn rộng một ngăn nè, ở đây là sẽ có một ngăn nữa. Rồi nút bấm mấy chị, sâu đến đáy. Ồ nó láng dữ lắm mấy chị. Ở đây cái phần da bên trong này nó đều màu hết như vậy ha. Em này cái phần trong với ngoài em cũng không có thấy nó khác biệt, nó không có bị nhạt màu nha. Một khóa này sâu đến đáy luôn vậy. Rồi lót cực kỳ đẹp luôn. Da em này là mình sẽ đầm tay chắc tay mấy chị. Rồi khuy khóa của em này nè ha, còn vàng, có bị trầy nhẹ nhẹ ở trên này giùm em ha, có bị trầy. Dây ở đây là cái khoen nó còn sáng như vậy. Rồi em này là đẹp phơm mấy chị, da chắc tay. Cao 24 ngang 30, dày 14, em bán 450 mã 523. 450 mã 523. Cái tông màu của em này nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị, cái màu nâu nâu tây ha. Một em da đen, em này cái dòng nó mình nhìn nó cổ điển mấy anh chị. À em này là da mộc ha. À thường là mình sẽ thấy là da đen là những cái da mà nó bóng ngời ngời ha. Em này là da mộc, da nó sẽ lì lì da. Nó sẽ đều từ trên xuống dưới như vậy. Ở đây người ta phối nè mấy anh chị ha. Đắp lên một cái lớp da. Đây là cái màu nâu đậm. Mới nhìn em này giống của cái hàng Ibiza.
Rồi góc viền không bị gì hết trơn này ha. Đây đều hết một màu mấy chị. Đây từng miếng da đan lại nha. Mặt sau có một ngăn khóa. Rồi không tì vết nha mấy chị. Nó không có bị một cái vết trầy xước. Dây quai cũng đều hết một màu ha. Da rất là đẹp dùm em. Cái size cũng là cái size đẹp. Size là mình dễ sử dụng, gọn gọn size thôi. Hai đầu khóa. Bên trong em này lót vải màu rêu mấy chị, vải lót dày cui luôn vậy. Có một ngăn khóa, ở đây là một ngăn vải dày lắm luôn. Có một khóa phụ. Rồi sau giùm em mấy chị, đây có tết hiệu vậy ha, Mocha. Một ngăn thôi. Rồi sạch sẽ giùm em mấy chị. Em đây là mình sử dụng như mới, một ngăn nữa nè. Rồi sau đến đáy mấy chị, ở đây à, ở đây nó có một cái miếng da mấy chị. Ở đây có cái gì đó đây nè, còn giấy luôn này ha, em này là mình sử dụng như mới luôn. Đây nè mấy chị, đây tết hiệu này ha. Rồi sử dụng như mới làm quà tặng được giùm em. Da này rất là đẹp luôn. Ở trong này cái vải này mấy chị màu rêu dày cui luôn vậy. Rồi nhẹ hiều à mấy anh chị, da này ha dày nhưng mà nó rất là nhẹ cái túi. Ô đẹp quá trời luôn. Cao là 20 ngang 30, em bán 470, mã là 233, 470, mã 233. Em này là còn tác giấy sử dụng như mới. Một em phơm công sở, màu nó là cái màu xám. À, em này là da dập vân mấy chị, dập vân da đen không phải là da đen. Dây là mình đeo vai ha, đồ mới cũng cao giùm em. Rồi quy khóa của em này mấy chị coi nè, rất là đẹp vậy ha. Ở đây bản dây này là khoảng 2 phân giùm em. Dây là dây đôi, đồ mới cao ha. Ở đây logo hiệu nè, ở đây là người ta sẽ dập ở trên cái khoen này luôn. Rồi khóa cũng là khóa hiệu này mấy chị, cái dây kéo của anh này nè, mình kéo nè, rất là xịn dây kéo. Dòng da đen, góc viền không bị gì hết nha mấy chị. À, có hơi đậm cái đường này. Đây, có đậm đây ha, đáy 5 đinh. Rồi có bị đậm phần đáy túi, ở đây cái phần thân túi thì lại còn rất là đẹp luôn. Có bị một vết trậy đen. À, em này cái dòng da thơm mấy anh chị. Mặt sau, ở đây là có một ngăn nút bấm. Rồi cái phần da đen này là đều hết mấy anh chị. Ở đây cái dòng da này nó hơi lì lì da ha, nó độ bóng nó không có cao. Rồi nó lì da. Ở đây khoen khóa là cái màu nó xám xám như vậy, còn rất là đẹp khoen khóa ha. Nè mấy anh chị nó sáng bóng luôn như vậy ha. Rồi ở trong có khóa kéo miệng, đầu khóa là đồng bộ khóa hiệu hết như vậy ha. Rồi màu đẹp. Bên trong là lót nhung, rồi lót cực kỳ đẹp luôn mấy anh chị. Nhung màu bò. Đây cái vải gì mà nó dày cui và nó mướt rượt hàm ha. Nó im ru luôn như vậy. Ô lót quá đẹp luôn. Và cái em này nó thơm lắm mấy anh chị. Một ngăn, hai ngăn ha. Giờ cái túi là thơm phức luôn. Có một ngăn phát phụ. Ở cái ngăn phụ rộng lắm nè, như bằng cái túi luôn vậy. Coi đẹp nè ha. Ở đây tách hiệu nè mấy chị. Cái chữ hơi bị khó nhìn ha. Nè miếng da, em này da rất là xịn. Có một cái đồ móc khóa như vậy. Rồi một ngăn chính. Khóa nhẹ lắm mấy chị. Đây một ngăn sâu đến đáy như vậy. Ô mê cái vải lót của em này mấy chị, nó đẹp và nó dày dày dễ lắm. Ở bên này cũng có một ngăn nữa vậy, ngăn sẽ quá trời rộng luôn vậy ha. Hai bên giống nhau. À còn thêm một ngăn nữa vậy. Đây thêm một ngăn này nữa. Ngăn này cũng sâu đến đáy luôn vậy. Rồi sạch sẽ. Vải lót nó như mới luôn, nó không có bị một cái vết dơ. Em này là mình cầm sẽ đầm tay chắc tay. Da này nó dẻo lắm nè, nó rất là dẻo da vậy ha. Rồi độ mới 90% giùm em. Da còn đẹp lắm, màu nó đều mấy chị, chỉ có bị đậm cái phần gốc đáy thôi ha. Thân túi còn rất là đẹp. Cao 29 ngang 35, em bán 350, mã 423, 350, mã là 423. Phơm công sở du lịch đều được mấy anh chị, size trung. Một em màu bò, em này cái gam màu quá đẹp luôn nè mấy anh chị. À, dòng da miếng ha. Ở đây bản dây là hai phân yếu. Dây có tăng giảm, đeo vai đeo chéo đều được giùm em. Dây là dây dính liền. Rồi khóa em này là sẽ có hơi bị nhạt nhạt màu ha. Khóa đẹp nhưng có hơi bị nhạt màu. Rồi có tăng giảm. Rồi đây cũng còn được nè mấy chị. Có hơi tối tối xíu nha ha. Em này trên da cũng vậy, mình sẽ thấy là có những cái vết như vậy ha. Độ mới 85% giùm em thôi. Đây có những vết đậm nhưng dòng da sẽ rất là đẹp. Rồi da nó rất là dẻo mấy chị. Da giống như là của Hàn Quốc trong vậy ha. Góc viền không bị gì hết trơn. Đây có bị một chấm chấm đây mấy chị, những ở góc này nè, làm thấy là không có bị nhẵn trầy ha. Rồi đáy túi có những đậm đậm, một cái nắp size là cái size gọn thôi. Đây có bị một vết cấn như vậy ha. Ở trên này cái da làm thấy là nó sẽ có hơi nhăn nhăn, màu thì lại rất là đẹp luôn và nó đều mấy chị. Và ở bên trong em này nó sẽ rất là rộng phơm. Đây có một ngăn phụ mặt sau ha, rồi một ngăn mỏng thôi. Ở đây một cái khóa gài mấy chị, khóa này y như khóa cốt vậy.
Bên trong em này, đây này mấy chị, là da miếng da tắm, màu nó rất là đều như vậy, đẹp màu ha. Rồi da và da mấy chị không có vải gì hết trơn, made in Korea. Đây là có một cái túi, ôi da của nó đẹp nè mấy chị, rất là dẻo da ha, khoai cà cà. Ở bên trong này cũng da và da hết như vậy, vậy cui luôn vậy, dẻo lắm chị. Khi một ngăn nữa vậy, nó sạch trơn luôn vậy. Ở bên ngoài là da sẽ có những cái vết đậm anh chị ha, nhưng mà bên trong em này là em thấy là còn rất là đẹp luôn. Một khóa gà, à cái khóa này mờ nha mấy anh chị. Đây, một ngăn nữa vậy ha, cũng da và da ha. Rồi, màu da đều rất là đẹp. Size cũng là cái size đẹp. Cao 17 ngang 24, em bán 330, mã là 236. 330, mã là 236. Em này cái da nó rất là đẹp luôn. Em qua mẫu. Một em dán cặp, em này cái màu nó quá đẹp luôn như vậy mấy anh chị. Hàng Nhật giùm em ha. À, ở đây người ta sẽ phối hai dòng da, một dây sách và một dây đeo. Ở đây cái da là da sọc tăm như vậy mấy chị, tăm xuôi xuống vậy. Rồi da và màu rất là đẹp luôn. Khóa còn mới ken luôn mấy anh chị. Có bị một vết màu da ở đây, đây một vết như vậy ha, cấn. Một dây sách, cái dây sách qua cái màu điều này mấy chị, mướt da dữ lắm luôn. Một dây đeo là một phần cứng rồi ha, dây là dây nguyên bản. Ở đây cái dây cầm là cái bản da láng, còn cái dây đeo là cái bản da, da sọc tăm như vậy. Mảnh dây thôi. Rồi khóa này mấy chị coi đẹp nè ha, rồi khóa là vàng ươm luôn. Dây có tăng giảm đeo vai đeo chéo đều được giùm em, size là cái size đẹp luôn. Rồi phơm sẽ đứng phơm. Có những vết trầy mấy chị, đây một vết trầy, đây một vết vậy ha. Màu thì lại cực kỳ đẹp và nó còn rất là tươi luôn vậy ha. Không bị đậm nhạt ở trên phần nắp túi, có bị khờn da. Điều màu mấy chị nè, có đá vậy ha. Đây, hiệu dập ở mặt sau vậy, dòng da tăm ha. Ở đây đậm đậm một vết nhẹ nhẹ vậy ha. Rồi đây có một vết xước nhẹ, nhưng cái màu của em này nó rất là đẹp, nó còn tươi màu vậy, túi còn rất là đẹp mấy anh chị. Da là còn bị vài vết như vậy thôi, còn màu túi sẽ không có bị xuống màu túi. Khóa khoen gì nó là vàng ươm luôn vậy. Có một ngăn khóa phụ. Rồi ở đây là cái khóa gài như vậy ha. Bên trong, bên trong lót da bị u màu riêu, ngăn sẽ rất là rộng như vậy mấy anh chị, nó sạch bóng luôn. Có một ngăn phụ này ha, khóa giọt nước ở trong. Rồi da bị u láng o, cái ngăn này thì nó sẽ ngắn ngắn đến đây thôi ha. Rồi da này mấy chị, đây tác hiệu ha, đây là miếng da, là da miếng da tắm. Ở bên này là một ngăn to và ở đây là hai cái ngăn gì đây, biết à. Rồi bên đây nó lạ lạ, à hai miếng thun mấy chị nè ha, hai đen này là hai cái miếng thun, rất là sạch sẽ và mới ken liền em ha. Ở ngoài đây được một ngăn nữa nè. Rồi coi nó đẹp vậy ha, màu riêu. Em này cái da nó sẽ không có nặng mấy chị, cái dòng da là nó rất là nhẹ túi luôn vậy ha. Ôi khóa là không có bị trầy luôn, là vàng ươm luôn vậy. Khóa gài mặt sau mình được một phát kéo nữa. Ngăn này sâu đến đáy luôn mấy chị. Rồi cũng là cái da màu riêu. Em này nó quá đẹp mấy chị, cái màu nó nhìn đẹp ghê luôn vậy ha. Em không biết kêu nó là cái màu gì chính xác đây, nhưng mà cái tông nó, cái màu này mình cũng ít gặp nha ha, rất là ít gặp luôn. Cao là 21 ngang 30, em bán 450, mã là 232 ha. 450, mã là 232. Rồi em qua mẫu size 30 là cái size đẹp. Một em màu xám, à mình xách tay thôi ha, có thể là đeo vai sát. Phơm là phơm công sở. Ở đây là mấy chị coi nó đẹp, cái phụ kiện nó còn vàng ánh luôn vậy. Em này là đồ mới cũng cao, da là còn bóng lưỡng như vậy. Ở đây cái dây là cái bản to, ở trên này là khoảng 2,5 phân, dưới này sẽ to hơn. Gốc em này là bị đậm nhạt ít lắm mấy chị nè. Cái gốc em thấy có một xíu xíu thôi nhỉ ha. Đáy túi thì sẽ không thẳng phơm, dòng da này đây rất là dẻo da. Mặt này sẽ có một ngăn khóa phụ như vậy ha. Rồi phụ kiện là vàng ươm luôn, to đùng luôn. Rồi da đẹp lắm. Bên hông không có lỗi da nha mấy chị, em thấy nó đều hết một màu ha. Em này từ quai thân túi không có khác biệt, dây quai là cũng mướt rượt hết. Ở bên trong là rộng nè, được 3 ngăn luôn ha, có một ngăn khóa kéo. Bên trong đây 3 ngăn, lót ở trong là nhung mấy chị, sạch sẽ. Rồi sử dụng như mới ở bên trong. Ở bên trong tìm không có ra một cái vết dơ. Một ngăn nè, một ngăn giữa. Rồi có khóa kéo, đầu khóa là cái bản da, ở trong là khóa IKK. Ở đây là một ngăn có khóa phụ. Rồi một khóa lót đẹp lắm mấy chị, nhung là nhung sọc tâm ha. Rồi nó không có bị một cái vết dơ luôn. Nhung này vậy cui à. Hai khóa nè, một khóa chính và một cái khóa phụ như vậy. Hai cái ngăn này nó sẽ không có nút bấm anh chị. Rồi một ngăn phụ nữa. Da này nó nhẹ da, khóa giọt nước. Rồi cũng là nhung anh chị, sâu đến đây thôi ha.
Ô nó sạch dữ lắm. Em này lót ở màu quá đẹp luôn vậy. Rồi độ mới cao giùm em mấy chị. Phơm là phơm tông sở quá trời nó rộng bên trong luôn vậy. Size là cái size đẹp luôn. Cao 20 ngang 32, em bán 350 mã 23A ha. 350 mã là 23A. Em này là độ mới cao, da là đều một màu luôn. Một em màu nút, em này là cái phơm đẹp mấy chị, hàng của Mỹ ha. Độ mới cao giùm em, cái phơm của nó quá đẹp luôn vậy. Mình nhìn nó rất là sang ha. Đây nè mấy chị, tác hiệu này ha, hàng của Mỹ. Quá là còn vàng đẹp giùm em luôn. Dây này là mình chỉ xách tay thôi ha. Đeo vai có thể là đeo vai sát. Gót đẹp luôn nè mấy chị. Nè, em thấy là nó còn đều hết như vậy ha. Đái 4 đinh, đái túi sẽ rất là to. Ở đây người ta sẽ phối da dập vân, da trăng, da rắn. Ở đây là cái màu nâu là dòng da bóng láng ha. Tách hiệu là còn vàng đẹp luôn như vậy. Phơm dáng em này nó quá đẹp luôn. Mặt sau có một ngăn phụ. À, ở đây là có bị một vết nè mấy chị, hơi trầy trầy chỗ này ha. Một ngăn phụ, hai đầu khóa. Rồi khoen khóa là còn sáng lời ngời luôn. Dây quai cũng đều hết một màu mấy chị. Da này nó đẹp dữ lắm luôn. Mình thấy da là nó còn căng mướt da vậy ha. Nè, phơm thẳng phơm luôn. Size là cái size gọn gọn. Hai đầu khóa. Bên trong em này là lót vải hãng, đẹp giùm em nha ha. Ở đây miếng tết da tết hiệu luôn vậy nè ha. Rồi ở đây cái góc này mấy chị nó sẽ có mất miếng da đây. Một khóa, khóa là khóa hiệu luôn nè. Rồi vải này mấy chị là vải dù, vải hãng nha ha. Rồi sạch đẹp giùm em, ngăn sẽ rất là rộng. Hai đầu khóa, em này cái da đẹp lắm. Da đầm tay, có một ngăn không có nút bấm nha anh chị. Rồi cũng là cái vải hãng. Rồi da nó nè, nó dày và nó sẽ rất là dẻo da. Phơm là mình thấy là nó sẽ đứng phơm luôn vậy. Cái da là mặt trước là mình thấy là nó còn căng mướt luôn vậy ha. Rồi em này cái size là cái size đẹp, gọn gọn. Hàng Mỹ giùm em. Cao 20 ngang 29, dày 12. Em bán là 420, mã 231. 420, mã là 231. Em này cái màu nó sang. Rồi em qua mẫu. Rồi một em này cái màu nó đỏ mà như là đỏ tím anh chị. Em này cái kiểu nó sẽ lạ lạ. Dòng da cực kỳ đẹp luôn. Dây là dây bản to ha. Cái kiểu nhìn rất là hay. Bản dây này là khoảng 3 phân rưỡi giùm em. Rồi dây to đùng như vậy. Da là mấy chị coi đẹp nè ha. Em này cái da rất là đẹp màu. Và ở đây là mình thấy là còn mướt mát dữ lắm luôn vậy. Khóa này mấy chị cái màu vàng đồng. Dây là có tăng giảm giùm em ha. Ở đây cái dây nè. Ở đây là hai bên như vậy mấy chị. Nó có cái miếng da vậy ha. Ở đây là có một nha. Da rất là đẹp luôn. Dày mấy chị và nó mướt dữ lắm ha. Gốc có hơi bị nhẵn nhẵn gốc một tí xíu nè ha. À cái đá túi này là lạ mấy chị, bên đấy to đen quá nhỏ là như vậy ha. Rồi một ngăn phụ. Mặt này cũng có một ngăn phụ. Rồi da trầy khờn rất là ít giùm em ha. À ở đây là mình thấy là cái dòng da ở đây là bên hông này mấy chị giống như là nó sẽ khác tí xíu ha. Mình thấy nó láng dài ha. Khác dòng da vậy đó. Rồi đẹp da lắm. Ô to đùng mà mấy chị cái dây nè ha. Em này cái da nó lại là cái dòng da thơm nữa. Ở bên trong nè, đầu khóa à cái miệng túi này mấy chị nó xéo qua vậy. Rồi nó lài xuống. Bên trong lót vải hãng mấy chị. Ở đây cái tác hiệu là cái chữ gì để ở dưới dòng dưới em thấy là Alexander giống hàng của anh ha. Lót đẹp giùm em mấy chị. Ở đây sát dây kéo làm thấy là có đậm cái đường vải lót ở bên trong vậy ha. Rồi, ở đây ở dưới thì là sạch nè. Đây nè mấy chị nè, vải lót ở dưới sạch sẽ giùm em ha. Dễ về cui vậy. Có tác hiệu nè mấy chị. Đây. Rồi, da là rất là đẹp luôn. Ở đây là có một cái nút bấm ha. Một khóa nè, khóa to đùng mấy chị. Cái này sâu giùm em. Rồi ngăn sẽ to rộng như vậy. Lót sạch sẽ. Có bị đậm cái góc này ha. Góc dây kéo. Một khóa nè. Ở đây là thêm một ngăn nữa. Đầu khóa là cái bản da hết luôn vậy. Lót đẹp lắm mấy chị. Ở bên đây là có một cái miếng da. Và đây là thêm một ngăn nữa vậy ha. Rồi lót dày cui luôn vậy. Cái màu quá đẹp luôn. Ở đây là mình có một ngăn nhỏ nhỏ nữa nè ha. Rồi đây nè mấy chị nó sẽ sâu vậy thôi ha. Đây thêm một ngăn khóa nữa, em này ngăn quá trời. Ô đẹp lắm, lót rất là đẹp luôn. Dòng da em này làm cũng không có nặng túi mấy chị. Cái da là em cầm em cảm giác là nó rất là dày dặn vậy ha. Nhưng mà nó lại không có nặng túi. Đúng là mấy chị em cảm thấy là ở trên này là cái dòng da khác. Ở đây là cái dòng da láng vậy ha. Cái màu ở trên này nó cũng đậm đậm màu hơn. Rồi da em này xịn da dữ lắm. Đây là có bị một vết nên gì. Đây trắng trắng hình như là cái dính cái gì chứ không phải là bị trầy. Rồi khuy khóa rất là đẹp luôn. Cao là 28 ngang 29, em bán 350 mã 230. 350 mã là 230. Cái dòng da này mình xài sẽ rất là bền mấy chị. Cái da màu đẹp nữa. Một em màu nâu, em này là bamboo ly mấy chị, dáng là dáng cặp.
một dây sách và một dây đeo. Dây là dây nguyên bản ha. Rồi, bản dây là hai phân cứng có tăng giảm. Khóa còn rất là đẹp vàng ánh luôn như vậy. Đây, dây này mới chị dập hiệu này ha. Rồi, phụ kiện em này còn rất là đẹp. Cái khóa chính sẽ có hơi bị trầy như vậy ha, tát hiệu. Rồi mấy cái khóa này ha, nó còn vàng ánh luôn vậy, dập hiệu hết như vậy. Đây mấy chị, cái khoen này cũng dập hiệu này ha, còn sáng trưng luôn vậy. Màu nâu em này gốc đáy cũng không có bị trầy hờn gì, đậm nhiệt gì nhiều, mấy chị xíu xíu thôi ha. Một màu đều mặt sau. Ở đây là cái da là có dập cái vân gì này. Đây có cái sọc vậy ha. Em này cái size cũng là cái size đẹp nè, size gọn gọn. Rồi khoen khóa này mấy chị nè, sáng ngời dập hiệu hết vậy. Dây nguyên bản có tăng giảm giùm em ha. Rồi không có nhân phụ bên ngoài, một cái khóa gài vậy thôi. Bên trong lót rất là đẹp như vậy mấy chị nè, lót sạch bóng luôn, ngăn sẽ rộng có một ngăn phụ. Rồi đây nè, vải là vải dù đẹp lắm mấy chị nè, tát hiệu ha, em thấy là sạch sẽ. Đây mắt túi nè ha. À có đây, có bị một vết đen đen ở đây tí xíu. Rồi ngăn rộng to như vậy. Một khóa gài. Mặt sau sẽ không có ngăn giùm em ha. Rồi em này cái da là mình cầm đầm tay chắc tay, da dày cui rồi mấy chị. À cái da này rất là dẻo da ha. Màu em này nó sẽ đều mấy chị, từ trên xuống dưới đều hết như vậy ha. Rồi có trầy khờn rất là ít luôn. Em này là còn rất là đẹp da. Cao là 18 ngang 28, dày 10 phân. Em bán 300 mã 23F ha. 300 mã là 23F. Rồi một em dán tập. Một em da miếng vai trúc mấy anh chị. Em này là mình đeo vai được vậy ha. Ở đây nó sẽ có một cái ví cho mình nè. Đây có khóa như vậy ha. Là dòng da miếng phơm công sở. Rồi da cũng còn rất là đẹp. Da này mấy anh chị, gốc em thấy là nó có bị nhẵn gốc ha. Ở đây cái mặt là không có thấy bị trầy khờm da. Hai bên ha, không bị trầy khờm da. Phụ kiện em này hình như là nó sẽ có bị nhạt màu mấy anh chị. Đây phụ kiện to đùng. Quay là quay trúc to đùng luôn vậy ha. Rồi quay trúc nha mấy anh chị. À, kiểu thì sẽ đơn giản như vậy. Em này cái dáng nó cũng đẹp nè. Rồi đáy túi sẽ to hơn vậy ha. Ở bên trong sẽ không có khóa nút bấm gì hết. Bên trong của em này là một cái tấm da màu đen, nó sạch sẽ luôn nha mấy chị. Nè một ngăn vậy thôi ha, không có ngăn phụ. Ở đây là mình được một cái ví nè ha. Đây có cái tác hiệu này. Tác hiệu của em này là nó như mới mấy chị, nó vàng ươm luôn vậy. Một ngăn khóa, một ngăn chính và một cái ví vậy thôi ha. Da là da miếng. Giá sale mấy anh chị, cao 27 ngang 28, dày 12, em bán 220, mã 23V ha. 220, mã là 23V. Cái quai này xài biết nào hư nè mấy anh chị, nó cứng ngắc luôn vậy. Một em phơm công sở mấy anh chị. À em này cái khóa là cái khóa của dòng Kelly ha. Bản dây này là khoảng 2 phân cứng giùm em. Một dây sách và một dây đeo. Em này là phụ kiện còn rất là đẹp. Ở đây nè, còn vàng ươm luôn, mới luôn mấy anh chị. Đây khóa cũng vậy nè ha, vàng ươm. Ở đây cái khóa này là có một bên là chưa có tháo siêu luôn vậy ha. Sẽ còn vàng ánh luôn, màu xanh đen. Ở đây là có bị một vết trầy nhẹ. Ở đây nè mấy chị, nhạt da tí xíu ha. Qua dây em này là cái bản dây dẹp. Đây, dây này là dây nguyên bản giùm em ha. Ở đây cái dây này là da khác, ở dưới này là cái dòng da khác. Rồi, ở đây là cái bản da nè. Đây nè ha. Ở đây là mình thấy là da giống như là có vân vậy. Rồi gốc đáy không bị gì hết trơn mấy anh chị, mặt chính là bị một vết vậy. Đáy túi cũng thẳng băng luôn vậy ha. Rồi gốc viền không bị. Ở đây là em thấy là như nè, đây nó có hơi nhạt nhạt cái này tí xíu vết mấy anh chị. Rồi phơm sẽ là gọn gọn phơm như vậy ha. Phơm đẹp mấy anh chị. Ở bên trong là có một cái nút bấm thôi ha. Ở đây là mình sẽ tăng giảm cái miệng nè. Bên trong em này lót vải mấy anh chị, rất là đẹp giùm em này ha. Đây nó rất là rộng, có một ngăn khóa phụ. Ở đây nó có cái tách nhỏ nhỏ vậy ha, là tách vải. Một ngăn khóa Itaka màu vàng. Rồi sau mấy anh chị, lót ở bên trong là em thấy là rộng rãi à. Miệng túi rồi đường chỉ này kia em thấy là đẹp hết như vậy ha. Một nút bấm thôi. Ở đây là mình sẽ tăng giảm cái miệng túi bằng cái khóa này ha. Rồi em này là không có ngăn phụ bên ngoài, một ngăn chính thôi. Một nút dài. Phơm là phơm công sở. Da em này nó nhẹ hiều hả mấy anh chị. Da em này nó cũng dày nhưng mà sao có túi nó nhẹ dữ lắm. Cao là 22 ngang 28, em bán 370, mã là 623. 370 mã 623, em này là cái size đẹp mấy anh chị. Độ mất cao giùm em. Một em size gọn thôi. Em này cái dòng da nó rất là dày da mấy chị. Da em này nó xịn lắm. Dây là mình có thể là xách tay và đeo vai sát được giùm em. Bản dây này là một phân cứng thôi. Rồi hai dây như vậy ha. Em này là da là mình thấy là nó còn thẳng băng da luôn. Da này nó chị dày và rất là dẻo da ha.
gốc viền gì đẹp hết. Ở đây cái đáy túi này mấy chị thấy là cái phơm nó sẽ cong đáy lên vậy ha, rồi đáy thẳng băng luôn mấy chị. Mặt này là mình không thấy trầy phờn gì hết này ha. Rồi em này là đẹp da dữ lắm luôn, bên hông gốc đá gì đẹp hết mấy chị. Em này là da còn nguyên luôn vậy ha, không có bị trầy phờn, mình thấy là nó còn căng mướt luôn, da đẹp. Ở bên trong một tấc cái miệng, ở bên trong em này lót vải màu đen sạch trơn giùm em nè mấy chị, lót vải dày cui luôn vậy ha, sạch sẽ. Ở đây là có một ngang khóa ngang này sâu giùm em nè, vải rồi vải còn rất là đẹp mấy chị. Đây tách hiệu hiệu của Nhật. Ở đây là một khóa, đó là một khóa YKK ha. Ở bên này đây một ngang to ha, một ngang sẽ rộng mấy chị nè, rộng và rất là sạch luôn. Đầu khóa là cái miếng da to đùng luôn, cái da này nó xịn lắm. Ở bên này là mình sẽ có một ngang nữa thôi, à, có một ngang phụ mấy chị. Đây một ngang ha, à hai ngang trước, hai bên là có hai ngang phụ nữa. Rồi da em này là cực kỳ dày dặn này mấy chị. Ở đây cái miệng túi là người ta sẽ là cái miếng da người ta quặt xuống vậy thôi ha, bẻ vô vậy thôi, không có ngang phụ. Em này cái da xịn lắm mấy chị, túi sẽ không có nặng giùm em. Da em này nó dày khủng khiếp luôn, nhưng mà sao túi nó không có nặng, da còn rất là mướt mát luôn. Cao 22, ngang 29, dày 10 phân, em bán 330, mã là 23Q ha, 330, mã là 23Q. Rồi không có trầy khờm luôn. Một em xách tay màu nâu, em này nhìn xinh quá trời nè mấy anh chị. Ở đây người ta sẽ phối nè, dây quai là da, ở đây là lông mấy anh chị, ở đây là lông nhân tạo nha ha. Rồi ở trên này giống người ta ép vô mấy chị, ép những cái bông hoa mà vẽ lên nha ha. Em thấy là nè, mình thấy là nó sẽ nằm sát luôn vậy ha. Rồi quá trời đẹp luôn. Đây mấy chị hai cái khoen coi nó vàng ánh luôn vậy. Dây là ở đây là bóng lưỡng cái màu nâu ha. Da còn đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Ở bên hông là vải mấy chị, là vải dù ha. Nè, gốc viền không bị gì hết trơn. Một màu nâu, mình nhìn cái phụ kiện làm thấy là nó còn sáng trưng vậy ha. Rồi à mặt sau là da nè mấy chị. Da em này cũng rất là đẹp ha, nó bóng lưỡng luôn. Rồi độ mới cao giùm em mấy chị. Tông tối nhưng mà da này ha, mình thấy là nó còn mướt rượt luôn, không bị một vết trầy. Và cái túi là nhìn rất là đẹp luôn mấy chị, nó nhìn nó duyên ghê luôn vậy ha. Rồi có cái bông này cũng nhìn cũng đẹp nữa, xách tay thôi. Ở đây một ngang khóa kéo, có một ngang khóa phụ. Bên trong lót vải dù màu nâu giùm em ha, ngang to rộng có khóa kéo miệng. Ở đây là có một ngang, à ở bên này là một ngang, hai ngang nữa vậy thôi, không có ngang khóa nhỏ. Một ngang khóa chính nè, ở đây cái khóa này mấy chị, cái khóa to đùng vậy. Rồi khóa còn đẹp giùm em ha, một ngăn chính, miệng túi là da. Ở đây là một ngăn nè, rồi khóa đồng bộ, không có tách hiệu mấy chị, da thôi, da thật nha ha. Rồi ngăn này sâu đến đây thôi, cũng là cái vải màu nâu. Em này cái túi nó sẽ rất là nhẹ luôn mấy chị, nhẹ tiều tiều luôn vậy. À miệng túi người ta làm này mấy chị, nó sẽ có cong cong vậy nè ha. Rồi em này đẹp lắm. Rồi đứng phơm nha mấy chị, phơm còn rất là đẹp phơm. Da làm thấy dòng da mềm, nhưng mà cái túi nó còn thẳng da luôn vậy. Rồi mới can giùm em. Cao 26, ngang miệng 35, ngang đó 26, dày 11, em bán 320, mã 923, 320 giùm em, mã là 923 ha. Rồi em qua mẫu. Rồi một em phối hai màu, xanh đen và nâu. Em này cái dòng da nó đẹp lắm, nó mướt dữ lắm mấy chị. Hàng của Mỹ, Tina Nilo, hàng của Mỹ, bản dây to, 3 phân, bản dây to là có tăng giảm nè. Rồi em này là mình chỉ đeo vai thôi, dây không dài để đeo chéo ha. Khóa coi nó đẹp nè mấy chị, rồi khóa rất là sáng giùm em. Ở đây là đường chỉ em thấy là cũng còn trắng tươi vậy ha. Rồi da là còn căng mướt luôn. Cái dòng da của em này nó sẽ rất là mềm, xanh và nâu. Ở đây phơm gốc đáy da sẽ không có bị thẳng da này mấy chị. Ở đây là em thấy nè, nó dày cui luôn vậy, cái phần da màu nâu ha. Nó không có thẳng da, nhưng cái mặt này là không có thấy bị trầy khờn, có một ngang khóa phụ. Rồi da em này đẹp lắm. À, cái dòng da màu nâu này nó sẽ dày hơn mấy chị, cái dòng da màu xanh này thì nó sẽ mỏng da thôi ha, mềm thật là mềm luôn. Rồi miệng túi à, da đều hết như vậy ha. Ô khuy khóa của em này nó đẹp cực kỳ luôn, nó như mới mấy chị ha. Mình tăng giảm hai bên như vậy, dây bản to, rồi sáng trưng cái túi, có bị nốt phơm đáy bên trong. Bên trong em này là lót vải màu nâu sạch trơn giùm em mấy chị, ngăn sẽ rất là rộng bên trong. Đây một ngăn, hai ngăn, miệng túi là viền da màu nâu, mình thấy cái chỉ nè nó còn trắng bóc luôn vậy ha. Ở bên này là một ngăn khóa phụ, vải là vải dù mấy chị, nó mới ken luôn vậy ha. Em thấy là còn thẳng vải luôn nha, em này là còn rất là đẹp. Đây tách hiệu Tina Nilo, hàng của Mỹ, cái hiệu này mình cũng hay gặp mấy chị. Em này cái phần đáy túi thì nó sẽ rộng hơn, ở đây cái miệng túi nó hơi túm túm lại tí xíu như vậy, có một ngăn phụ. Rồi sau đến đáy luôn mấy chị, lót rất là đẹp luôn. Cái da này nè, đây mấy chị còn nó dẻo da vậy ha. Ở đây cái phần da màu xanh làm thấy là nó còn bóng lưỡng luôn vậy, thẳng da mấy chị, nó không có bị trầy phần gì hết trơn, túi sẽ nhẹ. Rồi size là cái size gọn gọn thôi, cái size này mình dễ sử dụng.
cao 19 ngang 28 giày 6 phân. Em bán 250, mã 23M, 250, mã là 23M ha. Và rồi em qua mẫu. Một em form đứng màu nâu, dây là dây bản to, mình đeo vai đeo chéo đều được giùm em. Da người ta sẽ trầm ô như vậy ha. Da anh này cũng còn rất là đẹp mấy chị. Trầy khòn không có ha. Cái khóa này sẽ có hơi bị mờ mờ. Ở đây là có một cái nắp nè, dây là dây dính liền ha. Bản dây này là khoảng 3 phân cứng mấy chị. Đây cái khóa này cũng còn sáng nè. Dây là dây dính liền, ở đây là da và da. Rồi ở đây cái khóa này cũng còn tương đối đẹp giùm em. Da này đẹp mấy chị, gốc đái sẽ không có bị trầy nhẵn gốc đái gì hết trơn nè ha. Cái đường viền da là không có bị lỗi nè, còn láng mướt luôn vậy. Phơm đứng mặt sau là cái dòng da nè, dòng da láng vậy ha. Rồi khóa nè, ô da đẹp mấy chị, ở đây là có dập cái logo hiệu nè. Rồi mặt sau là mình thấy cái da nè, nó bóng lưỡng luôn vậy ha. Nè trầy khòn không có, một ngăn khóa phụ, một cái nắp khóa gài. Ở bên trong là có khóa cái miệng mấy chị. Ở bên trong lót vải dù màu nâu ha, sạch sẽ mấy anh chị. Có một ngăn khóa phụ. Ở bên đây là một ngăn, hai ngăn nhỏ, một ngăn khóa. Ủa cái khóa to đùng luôn. Rồi sạch sẽ, lót vải dù màu nâu, sạch trơn luôn ha. Ngăn nè mấy anh chị, nó sẽ sâu về. Một ngăn chính, có khóa kéo miệng luôn. Rồi da này mấy anh chị nó đều hết như vậy. Em này trầy khòn không có luôn. Có cái khóa này sẽ không sáng nè, có bị mờ. Mặt sau được một ngăn phụ ngắn thôi, đến đây thôi ha. Cái da này là mình nhìn nè mấy chị nè, nó còn bóng lưỡng luôn vậy. Da này nè là dẻo da, da em này cũng không có nặng. Cao 29 ngang 30, em bán 250, mã 23W ha. 250, mã là 23W, nâu này nâu sô-cô-la giùm em. Một em phơm công sở, em này là phối màu, ở đây là màu xám mấy chị. Phối ở đây là da trăng, da rắn thật ha. Ở đây tác hiệu, đây là mấy chị người ta sẽ bọc kim loại, người ta bọc da ha. Ồ bút rượt luôn vậy ha. Ở đây là cái màu nâu, dây em này là một mặt là cái màu xám, một mặt là da màu da rắn màu nâu. Ở đây cái phần da này mấy chị nó sẽ có tróc vài cái vảy nè, đây. Rồi đây nè mấy chị nè, nó sẽ có nè, đây nó tróc cái mấy cái vảy nhỏ nhỏ, có tróc vài cái nha ha. Ở đây khóa là cái khóa đồng như vậy ha, cái khóa rất là xịn. Dây có tăng giảm, đeo vai đeo chéo đều được giùm em. Bản dây là khoảng 2 phân rưỡi. Rồi size là cái size trung, cái size cũng gọn gọn, size đẹp. Tốt viền không bị trầy khòn hết trơn, da là mềm xèo à mấy chị nè ha. Đẹp, da em này rất là đẹp. Đây cái chỉ làm thấy nè, nó còn đều chỉ như vậy màu á. Rồi đây nè, ha, màu nó sẽ đều hết như vậy. Da là trầy khòn không có. Rồi nó mướt rượt luôn ha. Ở đây là một khóa phụ, đầu khóa cũng là cái da rắn. Ở trong là sẽ có một cái nút bấm, hai ngăn giùm em. Ở bên trong là có hai ngăn, em này hàng Ý nha mấy chị, xịn lắm. Ở đây là một ngăn khóa, ngăn khóa sẽ sát miệng túi luôn. Lóc là da bị u ha. Nè, láng bóng sạch sẽ. Đây tách hiệu mắc in Italy. Ở bên này là còn một cái tách vải nữa vậy ha. Nè, Italy. Một ngăn nè, ô đẹp lắm. Vải lóc là láng o sạch sẽ. Ở đây một ngăn nữa vậy ha. Ở đây là có bị một cái trắng trắng nữa chị. Mình rờ nó sẽ láng mút luôn vậy ha. Ngăn sẽ rất là rộng giùm em. Ở đây là bản da thật. Rồi em này là nó sẽ đều màu mấy chị. Em này là còn rất là đẹp giùm em. Một ngăn phụ, cái này sâu đến đáy luôn. Cũng là da bị u láng o. Cái này da đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Tông nó là cái tông tối vậy ha. Rồi size cũng là size trung. Cao là 19, ngang là 31, dày 10 phân. Em cũng bán 250, mã 23Z nha chị. 250, mã là 23Z ha. Em qua mẫu. Một em màu nâu tím, em này cái màu quá đẹp luôn. Dày phơm là phơm đứng, dây là mình đeo vai đeo chéo đều được, có tăng giảm. Bản dây là 2 phân rưỡi dùm em ha. Khóa là cái màu trắng còn rất là đẹp luôn. Dây là dây dính liền. Rồi, đây nè chị. Ở đây da và da ha. Ở đây nó có một cái khóa gài, rồi cái khóa cũng còn tương đối đẹp như vậy, còn trắng sáng. Ở đây một ngăn phụ khóa IKK, ở đây có tác hiệu vậy ha, dập trên da. Mà em này là đều màu mấy anh chị. Ở đây phần gốc đáy, ở đây là có bị trầy gốc đáy nhẹ nhẹ nè ha. Rồi ở trên này cái dòng da là còn căng mướt luôn vậy. Cái túi thì đây mình thấy là da nè, giống như cái dòng da này nó là khác da vậy đó. Mình thấy là nó khác cái màu tí xíu nha ha. Rồi da này rất là đẹp mấy anh chị. Mình thấy là cái màu túi nè, nó sẽ đều hết vậy ha. Nâu mà nó như nó có cái ánh tím. Ở đây là có một cái khóa gài, một ngăn phụ. Ở đây nó có cái gì đây? À da nè mấy chị, tua đu da vậy nè ha. Ở bên trong có một nút bấm. Bên trong em này là lót da,
lót da, nhưng mà cái da này nó sẽ mỏng mỏng da thôi. Ở đây là em thấy nó còn láng o vậy ha, cái màu như là cái màu xám ấy. Đây nè, lót da nó láng o à. Một ngăn phụ. Rồi chỉ một ngăn khóa phụ thôi mấy chị. Cái ngăn này thì rồi sâu đến đáy luôn vậy ha, im ru luôn, láng o, nhưng mà cái vải, cái da lót sẽ mỏng mỏng thôi. Đây còn rất là đẹp giùm em, miệng túi. Em này là miệng túi, da gì nó đều hết một màu ha. Thân túi là không có bị một cái vết trầy luôn mấy chị, nó đều hết vậy. Một phụ nè. Rồi sâu mấy chị, sâu đến đáy luôn vậy ha, đẹp láng o à. Đây khóa này, khóa còn rất là sáng. Rồi em này da cực kỳ đẹp luôn vậy. Phơm là phơm đứng. À túi sẽ nhẹ mấy anh chị. Cao là 29 x 24, dày 18, em bán 350, mã là 723, 350, mã 723. Em này là da không xước xát luôn. Một em size nhỏ màu đỏ da lộn mấy anh chị, đồ mới cao giùm em. Bản dây là 2 phân, dây có tăng giảm, rồi khoan khóa gì là còn vàng ánh luôn vậy ha. Mới dữ lắm. Ở đây cái này là cái tua rô da, là da lộn người ta sẽ dập vân vậy ha, màu đỏ sẫm mấy anh chị. Gót đá em này em thấy là có hơi bị đậm cái gót này tí xíu ha. Ở đây là người ta làm có phủ bóng mình rờ thì sẽ láng o ha. Có một cái nắp có nút bấm, mặt sau có một ngăn khóa phụ. Em này cái màu rất là đẹp và cái size nhỏ nhỏ xinh xinh, miếng tết da, da thật 100% giùm em ha. Này khóa này mấy chị coi đẹp vậy ha, mới dữ lắm. Một ngăn phụ có một nút bấm. Bên trong là có hai ngăn, một ngăn khóa giữa, đây một ngăn nhỏ, đây hai ngăn ha. Rồi lót ở trong là màu nâu là vải mấy chị. Đây một đầu khóa, ở tắt trong này là được một đầu khóa là còn vàng sáng như vậy ha. Rồi em này nè mấy chị, nó rất là gọn gàng sạch sẽ, ngăn rộng. Một khóa phụ cái này sâu đến đáy luôn. Rồi ở đây là mình sẽ có là một cái nắp này mấy chị coi giá đẹp nè ha. Một cái nắp nút bấm, mặt sau có một ngăn khóa kéo. Rồi sau đính đáy luôn vậy. Em này là nắp đậy, không có khóa kéo miệng nhưng mà được khóa kéo nhiều mấy chị. Ở trong là được hai khóa, ở ngoài là một khóa nữa ha. Rồi dòng da này mấy chị nó sẽ mềm xẹo như vậy ha, xếp gọn lại được luôn. Là da lộn. Cao 18, ngang miệng 22, ngang đáy 18, dày 9 phân. Em bán 300, mã là 23H ha. 300, mã 23H ha. Độ mới cao dùm em mấy chị. Một em màu xanh, dây em này là mình đeo vai thoải mái luôn mấy chị, cái size là cái size đẹp ha. Rồi gọn gọn xinh xinh như vậy, da phối mấy chị, phối dù, em này là hiệu của Pháp nha ha. Ở đây dù mình thấy là có hơi đậm đậm này, mình giặt cái sạch mấy chị. Đây bên hông cũng vậy, nó sẽ có đậm đậm da ha, hiệu dập ở trên này của Pháp. Dây là còn mướt da dữ luôn, có bị vài vết này mấy chị, đây có bị đậm đậm vài vết, nhưng mà cái da này là nó sẽ láng o luôn vậy ha. Mặt này làm thấy là nó còn tươi, thật là tươi như vậy. Rồi bên hông là dù, ở đây cái nắp là da ha. Rồi hai mặt là da. Đây tác hiệu này mấy chị, hiệu của Pháp. Ở đây nó có một cái gương, rồi còn sáng trưng luôn nè. Đây cái khoen này là còn sáng như mới luôn. Em này là ngăn nè, một ngăn chính. Rồi hai bên hông sẽ có hai ngăn có nút và bấm mấy chị. Đây em này là nhỏ nhỏ xinh xinh, giá cũng là giá sale mấy chị. Bên trong lót vải hãng là vải dù mấy chị, dập hiệu vậy ha. Đáy túi làm thấy là có vài chấm nâu nâu, có một ngăn khóa. Rồi sâu đến đáy luôn vậy, đây tác hiệu là tác vải. Đây một ngăn hai ngăn, lót đẹp nha mấy chị, mình thấy là nè gọn gàng. Rồi miệng túi có bị vài chấm, một khóa kéo, khóa nhẹ. Ở đây cái nắp là dù luôn vậy. Bên hông nè một nút, à cái này là lót hết 500 mấy chị. Ở đây là một ngăn ha, nè lót cũng là lót vải. Rồi em này nó cái size nó dễ thương lắm, da làm thấy là mấy chị này nó búng lưỡng luôn vậy ha, da này nó rất là đẹp luôn. Phơm là cứng ngắc phơm luôn nha mấy chị, dây quay làm thấy là nó sẽ thẳng qua dây luôn vậy ha. Rồi da em này nó dẻo và rất là đẹp da, hàng hiệu mấy chị. Cao là 20 ngang 29, dày 6 phân, em bán 220, mã là 23L ha, giá là giá sale nha mấy chị ha. Và rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi, em xin cảm ơn và em xin chào.